giờ mình sẽ làm mấy cái dàn áo nhám cho rider bằng cái chai, cái chai này cái chai gì không biết ha, cái gì tôi lóc quách gì đó ha. Đây cái chai này có công dụng đánh bóng ha, đánh bóng da nè, đánh bóng vỏ xe nè, ghế xe máy ô tô là thấp rồi ha. Đánh bóng như mới. Đây cái tay cái chai của nó đây ha, mình đi coi nha. Mà mua có 5,000 thôi, mình sẽ xịt lên đánh bóng như mới luôn. Mình không biết như thế nào. Gió quá gió luôn. Không có gió. Nó không biết là nó ướt hay nó ấy vậy mà. Rất ok. Da là sẽ hết. Gió quá. Thôi gió quá mình sửa xịt nhiều thôi. Gió rất là gió luôn, mình xịt rất là heo. Mình sẽ xịt lại để mình xịt mấy bên đây ha. Này. Nhiều thôi. Và bên kia mình nữa về mình sẽ xịt sau cảm nhận ha, để coi nó có bị bay không. Nhìn xịt vô thì rất là mới nhưng mà nó có giữ được độ mới được bao lâu, để xem mình sẽ kiểm tra sao ha. Nó ướt ướt nè, mà để coi nó khô rồi nó có sao mới là như mới không. Này nó ướt ướt nè, bên đây không xịt nè, bên đây có xịt nè, để coi nó giá sao ha, giá sao.